วันมันก็ถั่วกันละลายแต่เสร็จที่พอมันเดือดมันสามแล้วเนี่ยนึงถั่วมันวันรู้บ้าผาเออเอาเชิญเงาออกไปแล้วlong rồi xin chào tất cả mọi người đến với kênh Hoàng Đức TV nhé. Hôm nay mình đang có mặt tại bản Hán trên pha thuyền chèo Sơn La để đi làm cái clip gửi đến các bạn cái khâu chuẩn bị ăn mừng nhà mới nhé các bạn nhé. Đây mọi người ở đằng sau mình đang thái thịt nhé các bạn nhé. Thì hôm nay thì có mổ một con bò. Bò được bao nhiêu cân anh? Bò được bao nhiêu cân đấy? Thì đây 80 à? Một con bò được 80kg thịt nhé các bạn nhé. Đây, hiện tại đang luộc xong hết rồi và thái thịt rồi. Đấy, mổ từ lúc 2 giờ sáng.มันมาดีบเอาถ้วยเลือดตาฮีเอากันเจนเนอะไปเฮือนกูช่วยไปเฮือนก่อนน้าจุงก่อนน้าจุงขั้นอินฮะมันกุยเลี้ยวnhìn cái thịt bò rất là ngon, đỏ tươi. Đấy, cái này thịt bò để ướp gia vị để xào này các bạn. Tộc Việt Nam quá. Mày phải bảo của người dân tộc Thái quá. Của dân tộc Việt Nam đấy. Anh nói gì đấy? Dân tộc Việt Nam mà nó không biết hết đâu. Có người còn bảo lần đầu tiên ăn cái này chắc ghê lắm. Món này ngon nhất dân tộc Thái đấy nhá. Hôm trước à cái gì này đội ở dưới Bắc Ninh lên ăn cỗ ở trong Nong Lấy. Ừ đúng rồi. Bảo nó chấm nó không dám chấm đâu mà. ไปสี่ขึ้นสี่ขึ้นเลยเสียไปโคจิ้งนี่นะน้ำแกงน้ำกระเจ้าฮะก็ไหนนะเลอะเดี๋ยว mang đi làm cái mâm cúng tổ tiên nhé các bạn lợn ngon lắm, lợn rừng, lợn bản đấy. Lợn rừng à?
lợn nuôi trong rừng thế này. Hôm anh đi Tà Xùa họ bảo là cái gì này, lợn này là lợn nuôi không cho lớn. Lợn này không có mỡ đâu, cần thịt cả hơn. Có cả lợn nuôi không cho lớn. Tối là kỳ cân đấy. Cái này con này 12 cân. Đi bỏ từ sáng nay cân in xuống. Canh tiết. Canh gặp đến 3 phây sẽ rồi đó. Cân nó tổ vẫn mệt đó cậu. Mệt đó. Đi mà. Đi bộ lòng nữa nè. Sang đấy. Muốn quê có anh bạn. Một lòng mà nó. Wow. Ấu ăn nó đông tờ thế. Đây nhớ các bạn nhớ mọi người đang miệt mài thái thịt để chuẩn bị. Hôm nay làm bao nhiêu mâm đấy sơ? Bao nhiêu mâm đấy? 60 mâm anh. 60 mâm à? Cỗ 60 mâm. Một con bò 80kg thịt. Và những thành phần khác nữa. Đây mọi người đang chuẩn bị nhé. Đây ạ, à, còn cái này là cái túp lều lý tưởng nha các bạn nhé. Bây giờ lên nhà mới, lên nhà mới rồi thì sẽ không dùng cái này nữa. Đây, đây là dạp để ăn cỗ. Nhà đây. Hôm trước mình cũng đã làm một cái clip gửi đến các bạn cái đánh giá chi tiết cái ngôi nhà này rồi nhé các bạn nhé. Cũng như lời đã hứa với các bạn thì hôm đấy mình cũng có nói là khi nào ăn mừng nhà mới thì mình sẽ lại làm một cái clip riêng. 60 mâm. Nhà đây. Thanh niên của năm. Lần này không trượt rồi, đấy, không trượt phát nào. Ôi không được rồi, cái này không được rồi. Bổ ngay đầu nó ấy, bổ ngay giữa nó làm sao nó ra được. Anh xem đi một phát thôi. Ê. Khỏe chưa? Khỏe. Bản hắn có một không khai thôi. Đây các bạn lại còn chỗ này là để ăn thịt sống nhé các bạn nhé. Đó. Chọn cái phần thịt nào nó ngon nhất của nó. Đây, đang lấy cái giấy này che lại. Sợ nó bụi vào. Đó. Cho thịt nó hơi khô khô một tí nó mới băm. Món pịa. Từ từ xem nào. Ôi. À, mùi đặc biệt. Ngửi thấy mùi đặc biệt rồi đấy. Con cáo gì đây? À, đúng là bộ đội có khác, không cần phải thổi vẫn uống được. Thôi quá. Sao nào, mở cái vung ra sao nào. Ghê, hình nơ. Wow. Đây là nồi nước chấm nữa các bạn nhé. Pịa. À, mổ trâu mổ bò mà không có cái nước này thì coi như là không còn vị nữa đâu. Bao nhiêu cân? 20, bây giờ 60 mâm tính ra, chia ra. Xem đủ chưa? Ba lạng.
mỗi đĩa 3 lạng. 3 là 6 mét rồi ta. Thế mà còn tao chẳng cần 6 cân ấy. Ở hụt cho tôn thì xin thật rồi đấy. Hả? Mới hãng xa chứ lè. Ý nhớ chứ dễ làm quá này sơ. Thịt để làm thịt sống. Bây giờ đem ra để băm. Sao phải để như thế à? Để cho nó khô đi xong mới băm được à? Hay như thế nào? Ráo nước cái gì? Kiểu như mình làm gỏi cá gì? Xử cá chép nhé các bạn nhé. Ai có nhu cầu mua cá thì cứ liên hệ ông này. Nhà có ao to lắm. Nhìn cái đống thịt sướng thế. Cái này để ăn dần thì sướng nhỉ. Sao cái cỏ mỏng đấy. Cái này là phần da của nó nhé, luộc xong thái mỏng ra để trộn mấy cái này này, cái phần thịt sống này. Món lạp. Cái này là món đặc sản đấy các bạn nhé. Cỗ nào mà có cái món này thì coi như là quá đỉnh rồi. Là mình sẽ ăn thử cái này. Nhìn da của nó ấy. Mềm lắm. Giòn nữa. Đây nhé các bạn nhé, cái phần thịt để làm thịt sống cái món lạp ấy thì sẽ bây giờ thái ra trước, thái ra cho nó ấy, cho nó đều, sợ tí nữa băm nó không đều ấy, nó không, thì bây giờ mình sẽ thái ra xong rồi tí nữa mới băm xong tí nữa mới trộn ướp gia vị nó kiểu. Đây là đếm đủ đĩa rồi xong đó mình cho ra xong thì đỡ phải đếm nữa. Khó ăn đâu ấy. Làm gì anh? Đang ăn nè. Ba. Nhớ blog show đi. Ba.
cô giúp ba nó. Nhà em có bị điên không đấy? Ba xin mời ông ba. Có bị thần kinh không? Mất ma ba xin cho cô. Ở nhà em bị thần kinh đâu ba xí. ไอ้เหี้ยมันเตอะดูจ้าเอาเตอะวันสายชั้นกูไปกับมันเลยว้าเออแค่ลงจะหลอนกูไว้อันเดียวเดี๋ยวนี้อันเนาะฟังนะเดี๋ยวไอ้ที่ชิมโตรอขนาดเออแล้วคือเฮาบ่ไหลไปจ้างเพิ่นก็สาวเฮามาอันเนาะ ลอง Có nó phải khác, xin quá súng hút. Nhìn nó cửa tay nếp vào hầm nhỏ. Phát khẩu. Chẳng chơi biết ra đi. Thế chào ơn ăn cơm, cảm ơn sợ ơn. Quá thì ông muốn có chứng minh nó sữa rồi hẳn ơn. Mắt sọc ba, tất cả mấy nó hẳn. Trẻ em và phụ nữ lóng đĩa biết có. Đấy là chim voi. Nó xiên về răng tổ. Chi bò. Nhìn con. Nhìn như con gì này? Con muối chúa nhỉ? Quá. Nhìn như con muối chúa. Ô tán hú ăn sợ đó. Ôi giao thông. Có mới một đoạn này thôi à? Đi thật đấy. Có nhiều, trong này tục cục tạc nhiều lắm. Muốn quay mỏ là anh quy trình tới la vào đấy. Để sách. Sách bò chứ không phải sách để học. Này nữa không? Cái này nhỉ, bọn nó bổ ra xong rồi nướng ăn luôn đấy. Ăn cả phân cả tiếc nó ấy. Ui giời ơi. Đấy, vẫn còn đấy còn gì nữa. Đi ăn sư má đấy nè. Học sư má đấy nè. Ăn sư cỏ. Có thể ăn là hướng cái cỏ. เดี๋ยวแต่มองเสร็จก็ไปถึงปั๊บเล่นถึงจางเล่นโอ้อวิ่งกับเตียงได้นะสวยนะ
thịt xào, thịt bò xào thơm lắm. Quá thơm luôn. Thơm ngon đến giọt cuối cùng quá. Ăn thử miếng. Căn bản là cái này nó là bò sạch. Bò này bò rừng đấy. Bò rừng đấy, bò tót đấy. Có miếng khải hú mà. Món quá siêu lạc kinh đâu quá. Cho lắm khải hú. Hôm em đi thấy em đã bảo rồi, cái đấy nó không có một nhìn bò là không có tí mỡ nào luôn mà. Nhìn cái mông nó lép cực kỳ mà con này. Nếu mà mông nó to thì nó không có cái tầm đấy, nó không bao giờ có chuyện là được 80 cân thịt đâu. Nó phải hơn, nó phải tầm tạ. Riêng hai cái đùi sau của nó làm gì có thịt mới đâu. Điều. Cả nhà đâu? Bố, cái gì đấy? Kì mới lấy kì vỉa đấy, anh mặn. Cứ trung bình xàm biển quá. Vẫn xí biển á. Nhớ lít mà. À. Em có khỏi xin mấy chiếc nhỏ bè với quá. Nhỏ tê. Cứ tính mày để mỗi một đĩa này ba lạng đi nhỉ. Ừ. Ba lạng. Thịt bò nha các bạn nhé, nếm thử bò xào. Cái này bò xào chứ không phải người xào bò thịt bò đâu. Thịt bò xào ngọt lắm, thịt rất là ngọt thơm, không hề có một cái gọi là dai cả. Ăn rất là mềm. Ăn thế này nó mới có vị thịt bò chứ. Mình ở dưới Hà Nội mình ăn thịt bò ấy. Trời ơi, thịt lợn trả ra thịt lợn mà thịt bò trả ra thịt bò, không biết nó là cái mùi gì nữa. Mang tiếng đi mua thịt bò về ăn. Cái khâu làm món thịt sống này hơi lâu tí nhé các bạn nhé. Tại vì nó cần phải làm rất là cẩn thận. Thái ra xong băm, cần phải băm. Nó phải đều. Không tí nữa băm nó không đứt thì gắp lên nó mà cứ dây dưa thì chết dở. Còn nhóm sao sẽ mến này. Hà tư ngân chứ là kì mong này. Hướn khả làm hết rồi. Hướn. Món thịt sống. Coi ông sao tới nơi đó. Ui, mấy cái ngoan cồn với phương nát này nè, nó bày của này nè. Ừ. Có thanh cái neo nè. Ừ. Hả? Mấy cái tỉnh bò chết. Mấy cái áp của nó có thấy. Coi như thầy là nó chết lọ. Có lan xin. Làm miếng to vào ông. Nó kêu hộp. Được rồi, bây giờ bỏ găng tay đây, được rồi ông ạ. Ngon quá. Nếm thử đi, mỗi người một ít nếm thử đi. Xem đánh giá đi. Chẹp. Đưa cơm ô đi. gật cái cứt. Một miếng chưa biết gì nữa. Ừ. Đây này, kiểu này không ăn được. Ăn vào sẽ nghiện đấy. Không có gì bằng món này.
đặc sản Tây Bắc. Mới ở mới. Cho 5-8 phút ngon quá. Ăn đây nè. Coi. Thế nào? Trời ơi, ăn chanh. Ủa đéo bét quá ăn. Phê. Nếu cam đều thì nó thanh. Những cái phải thằng đây. Nó hỏ hót lẩu đấy, mưa sán lí đấy. Ăn cái cá lẩu nó sáng nó sốt con. Cứ đéo cắn vào xuống là con sồn mà liếc ấy. Đấy. Thế nên này má thì nó. Lụ lụ à lẩu. Không xin bài lại. Mà cái lá cho là cái này. Năm mới. Một bao. Chíp. Chứ là phần sam chíp. Nhìn mà thấy ghê hết cả răng. Khi nào ăn chua hơn. Sắc mặt vẫn bình thường. Chấm một canh thế là ăn hết. Ha ha ha.
chén nào sắp cái má quá. Quái quá mình nó ăn quá. Bán mắt cũng luôn. Chén nào sắp. Đấy, xin nào nữa. À xin chắc kêu, chắn chưa cái lẩu kia nhớ nào không? À, các bác kia lẩu cái nhớ nó. Đây nhé các bạn nhé, sẽ trao quà cho bên gia đình nhà gái. Đấy, có nghĩa là tiếng Thái thì gọi là hàng lúng tà. Các bác bên gia đình nhà gái. Có chào cô mẹ. Cái lắm nữa xử lý đi hoa kiệm nó tùm tốt nó lung sâu. Má lo cùng như sang con xưa là khỏi giúp. Quà thì gồm có một gói bánh và một chai nước ngọt. Và một con gà, một cân thịt bò nhé các bạn nhé. Một cân thịt bò nữa. Sẽ chỉ có 5-6 bộ thôi. Đây quà đây. Một con gà và một cân thịt bò nhé, thịt bò sống. Đó. Cho các bác bên gia đình nhà gái của chủ nhà nhé các bạn nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.